Tập đoàn Vingroup vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Brighton College, thành lập hệ thống trường quốc tế Brighton College Việt Nam. Các trường trong hệ thống này được kỳ vọng sẽ đem đến cho học sinh Việt Nam và nước ngoài sinh sống tại Việt Nam môi trường giáo dục tiêu chuẩn Anh, qua đó góp phần thu hút giới đầu tư, các chuyên gia tài chính, các chuyên gia khoa học, công nghệ, kỹ thuật trên thế giới tới Việt Nam làm việc. Brighton College sẽ tuyển dụng nhân sự và thiết kế chương trình giáo dục theo tiêu chuẩn của mình trên nguyên tắc đảm bảo những yêu cầu của hệ thống giáo dục Việt Nam. Còn Vingroup đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và vận hành các trường này.